Xin chào tất cả anh em. Bây giờ thì mình cùng với ở đây là có bạn Văn và bạn Tiến. Bọn mình thì vừa mới đi cái chuyến ở tại Tokyo ở Nhật Bản. Và bọn mình có cái chuyến đó là diễn ra trong 5 ngày 4 đêm đi du lịch ở tại Tokyo. Thì hàng năm như vậy đấy, thì ba anh em chúng tôi đều thực hiện 2 chuyến ở quốc tế. Ví dụ như năm nay đó là ở Monaco và Tokyo. Thì năm tới đây là sẽ đi Moscow và cái New Zealand. Thì hàng năm như vậy thì bọn mình cũng sẽ giúp cho tất cả những cái anh em mà làm chung đều đi những cái chuyến như vậy. Và trong năm nay mà đi Tokyo đó, thì bọn mình đưa tất cả đó là 40 anh em chúng ta cùng đi cái chuyến này. Và bọn mình có những cái chuyến du lịch và tưởng thưởng ở trong này. Vậy thì để làm sao để mà chúng ta vừa kiếm được tiền này, chúng ta vừa có thời gian để du lịch, và đặc biệt đó là khi mà chúng ta du lịch thì chúng ta đưa bố mẹ chúng ta cùng đi cùng với nhau ấy, thì lúc đó cái chuyến du lịch đó nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều, đúng không? Đúng. Thì trong lần này á thì Văn là có đưa bố này, rồi đưa bạn gái và em của bạn em gái đi, còn Tiến thì đưa em trai với là bố mẹ đi cùng. Thì hai anh em có thể chia sẻ một vài điều cho anh em mà chúng ta chuẩn bị tham gia vào cái dự án về kinh doanh cùng với chúng ta. Đối với Tiến á, thì trong chuyến đi này á, thì có cả bố và mẹ cùng đi, cho nên á, là cái niềm vui của mình á, là khi mình chứng kiến bố mẹ mình giống như được trẻ lại á, mọi người, thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Và chúng ta luôn mong muốn là đợi một ngày chúng ta làm được một cái điều, chúng ta phải kiếm được rất là nhiều tiền thì chúng ta mới làm được những điều đó. Nhưng không, chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều đó ngay trong cái hành trình mà chúng ta chinh phục những cái mục tiêu của mình. Chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều đó bằng những, và khi mà chúng ta có được cái niềm vui, có được hạnh phúc từ gia đình của mình, khi chứng kiến cái niềm hạnh phúc từ ba, từ mẹ của mình trao đến với mình, và khi mà chứng kiến như vậy thì tự dưng cái động lực, cái niềm hạnh phúc của mình rất là lớn, và có động lực rất lớn để mà mình có thể làm được mọi cái điều trong cuộc sống. Vậy thì với cái mỗi năm hai lần, mỗi năm chúng ta sẽ có 2 chuyến đi như vậy, thì hoàn toàn ở đây đã có rất nhiều người làm được rồi, chứ không phải là chỉ 1-2 người. Cho nên là cái công thức nó đã có sẵn. Cái quan trọng là anh em tập trung nghiêm túc cam kết, và chúng ta follow theo những người đi trước, thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều đó cùng với gia đình của mình. Và hãy một lần đưa cả ba cả mẹ ra ngoài để họ biết được là thế giới bên ngoài nó còn những cái điều tuyệt vời như thế nào. Và ba mẹ Tiến rất vui trong cái chuyến đi này. Đó là điều cuối cùng. Cảm ơn Tiến rất nhiều. Chúng ta vừa nghe được một cái chia sẻ đó là của anh Trần Quang Tiến. Còn bây giờ đấy là bạn Văn. Hello, xin chào tất cả mọi người. Trước đây thì mình cũng đã từng kinh doanh về cái cửa hàng dịch vụ ăn uống, và khi mình gọi là mình có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng trong thân tâm mình chưa cảm thấy thực sự hạnh phúc. Vì tại sao lại điều đó lại xảy ra? Vì số tiền mình kiếm được nó phải bị đánh đổi bởi thời gian của mình, bởi những gì mà mình không thể nào mà mình có thể được ở bên cạnh gia đình của mình, và đặc biệt là sức khỏe của mình thì càng ngày càng đi xuống. Sau đó thì mình đi tìm một con đường, và mình đi tìm được gặp Thị Linh, gặp được các bạn ở trong đội nhóm DMFNB, và mình tham gia vào cái dự án đó là kiến tạo ra được một đội nhóm, một cộng đồng người trẻ có được một cái thu nhập cao hơn thu nhập so với bình quân của người Việt Nam mình, và họ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và cuộc sống của họ sẽ thành công. Và với cái châm ngôn là hạnh phúc đã thành công. Và đợt vừa rồi thì mình cũng làm việc cùng với Thị Linh và cùng với đội nhóm trong vòng 1 năm. Và đợt này thì mình đã dẫn được những người mà mình gọi là quan trọng, mình đi được tới Nhật Bản. Và ở đất nước Nhật Bản này, khi mà mình nhìn thấy được gia đình của mình, họ cảm nhận được cái niềm vui khi đi ra một cái đất nước quốc tế như vậy, thì mình cảm thấy họ cảm thấy là cái nụ cười của họ luôn luôn mệt hiển thị trên cái khuôn mặt của mình. Và đặc biệt là các bạn có thể thấy là khuôn mặt của họ rất rất là hạnh phúc. Và Văn tin chắc chắn với cái dự án này có thể giúp các bạn có được cái thu nhập cao, giúp các bạn có một cuộc sống ý nghĩa hơn, một cuộc sống hạnh phúc hơn, thì nó còn có thể giúp các bạn đạt được những điều mà Văn gọi là được điều kỳ diệu trong cuộc sống. Các bạn hãy tới và tham gia với đội nhóm của chúng tôi. Công thức có, quy trình có, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ cần có một người khát khao, đúng không ạ? Chúc các bạn sẽ thành công, và chắc chắn sẽ thành công. Ok, cảm ơn các bạn. Và như chúng ta thấy thì đây là ba anh em chúng tôi cùng vừa mới chia sẻ về cái cách mà chúng tôi sẽ có một cái cuộc sống, đó là chúng ta vừa có về thu nhập này, chúng ta lại có thêm về có về cái gọi là cái cuộc sống mà chúng ta du lịch. Và cái quan trọng đó là khi mà chúng ta du lịch đó là chúng ta không phải đi một mình, mà chúng ta cùng phải đi cùng với gia đình, đó là bố mẹ, anh chị em, thì cái cuộc sống của chúng ta nó trở nên ý nghĩa, và cái bánh xe cuộc đời chúng ta nó trở nên tròn hơn.
Vậy thì cái quan trọng câu hỏi tôi biết rằng là chúng ta đang có câu hỏi là vậy thì cái dự án này nó là cái gì và kinh doanh như thế nào? Thực ra đây là chúng tôi đều là những người làm về kinh doanh online. Chúng tôi dùng cái nền tảng của Facebook, của YouTube và của Google để nhập những cái sản phẩm của nước ngoài về bán. Và cái phân khúc mà chúng tôi làm đó là chọn cho cái phân khúc cao cấp, nói đúng ra đó là đánh vào cái phân khúc của người giàu. Và triết lý của chúng tôi đó là muốn giàu thì chúng ta phải kinh doanh với người giàu, và chúng ta bán hàng cho người giàu thì chúng ta mới có thể giàu được. Vậy thì trong cái chương trình này đó, thì khi mà chúng ta tham gia cùng với chúng tôi thì cái chúng ta sẽ có khoảng 3 tháng đầu tiên, đó là chúng tôi phải đào tạo cho các bạn. Thứ nhất đó là về kỹ năng về viết quảng cáo, bởi vì để mà chúng ta bán hàng được ở trên internet tốt thì kỹ năng rất quan trọng, đó là chúng ta phải viết được bài. Và chúng tôi là những cái người mà đã có trên 5 năm kinh nghiệm làm về kinh doanh online ở tại Việt Nam và quốc tế. Và chúng tôi sẽ tập trung hướng dẫn chúng ta làm những cái nội dung về video rồi về cái cách mà chúng ta viết bài. Sau khi mà chúng ta đã có những bài viết và có những bài video hay rồi, tập trung vào cái insight của khách hàng và chúng ta thuyết phục khách hàng cảm thấy người ta muốn mua cái sản phẩm chúng ta, thì một điều rất quan trọng đó là chúng ta cần phải biết set quảng cáo. Chúng ta gửi cái nội dung quảng cáo chúng ta đến đúng đối tượng người tiêu dùng. Chúng ta cần nhớ đó là chúng ta cần phải đúng đối tượng người dùng. Chứ nội dung chúng ta hay mà chúng ta gửi không đúng đối tượng người dùng thì cái quảng cáo đó nó cũng không hiệu quả. Và sau khi mà chúng ta đã học cái cách set quảng cáo và tối ưu quảng cáo rồi, tại sao chúng ta phải học về tối ưu quảng cáo? Bởi vì khi mà chúng ta tối ưu về quảng cáo đấy, thì chi phí của chúng ta sẽ giảm xuống. Thì chúng ta sẽ học chuyên sâu về cái cách tối ưu về quảng cáo. Thì ở đây trong cái chương trình này về nội dung quảng cáo thì chúng tôi còn có một cái bản tâm nữa, và trong đó tôi có hướng dẫn về cái chiến lược về internet marketing, cái cách mà chúng ta kinh doanh online như thế nào để cho nó bền vững, từ việc mà chúng ta chọn sản phẩm, chúng ta làm về nội dung, cái chiến lược mà chúng ta làm về marketing ấy. Và sau đó khi về nói về cái kỹ thuật về quảng cáo, set quảng cáo và chúng ta dùng cái hệ thống về chăm sóc khách hàng, ví dụ như về chatbot thì có anh Tiến ở đây, thì anh sẽ hỗ trợ và theo sát và hướng dẫn chúng ta, bởi vì anh Tiến đang là một cái đội nằm cái đội đó là về set quảng cáo và cái thực hiện về những cái chiến dịch về chatbot. Ok, và sau khi mà chúng ta đã có những cái data khách hàng và chúng ta có hệ thống về chăm sóc khách hàng rồi, thì để bán hàng cho người giàu thì một cái kỹ năng rất quan trọng đó là về bán hàng và chăm sóc khách hàng. Đối với người giàu thì chúng ta cần phải có một cái tương tác trực tiếp giữa con người với con người. Đó là khi mà chúng ta muốn bán cái đơn hàng nó rơi từ khoảng 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu một đơn, thì chúng ta không thể thoát khỏi cái việc đó là chúng ta tương tác qua điện thoại, qua video và chúng ta nói chuyện trực tiếp với khách hàng được. Vậy thì ở đây có là anh Văn, thì anh sẽ hướng dẫn cho chúng ta về cái kịch bản sale này, rồi về chăm sóc khách hàng, về cách làm thế nào để chúng ta bán cái đơn hàng 20 triệu đến 30 triệu cho một cái đối tượng khách hàng giàu. Và với khách hàng thì giàu thì chúng ta cần phải có một cái quy trình bán hàng như thế nào để khách hàng người ta nghe xong là người ta muốn mua hàng của chúng ta, và người ta chỉ có thể mua bạn chứ không thể người khác được. Thì tôi muốn hai anh ở đây có thể nhắn nhủ hay là chia sẻ thêm một cái điều gì đó về cái chương trình mà chúng ta sẽ hỗ trợ cho học viên trong 3 tháng để giúp họ bán hàng có lãi được 100 triệu một tháng từ kinh doanh internet. Đối với Tiến thì khi mà tiếp xúc với kinh doanh online thì mọi người cũng có thể thấy rõ là bây giờ nó nổi rộ lên rất là nhiều. Nhưng để thành công thì một mình thôi thì nó chưa đủ, mà chúng ta cần có một cái đội nhóm. Và với cái đội nhóm trong team hiện tại thì Tiến tin chắc với anh em, họ tập trung từng khâu và thế mạnh của họ, thì họ chính là những người mà họ nghiên cứu sâu nhất. Và khi mà chúng ta được sinh hoạt và làm việc trong một cái cộng đồng như thế này, đầy đủ những cái quy trình, những cái kịch bản đã được có sẵn, thì khi mà chúng ta áp dụng vào thì tốc độ chúng ta sẽ nhanh hơn rất là nhiều, và sự hỗ trợ của chúng ta cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và không phải học một lần mà chúng ta làm hiệu quả luôn, mà đó là quá trình học, làm, fix và có người hỗ trợ liên tục, thì Tiến tin chắc là chúng ta đều có thể thành công. Chỉ cần chúng ta kiên trì, chúng ta nhiệt huyết, chúng ta nỗ lực đến hết mình thì chắc chắn là đội hỗ trợ luôn luôn cạnh các bạn 24/24. Okay. Về mình thì mình chia sẻ với các bạn về việc khi các bạn ở ngoài kia, các bạn sẽ làm việc một mình, đơn thông độc mã, hoặc là các bạn sẽ làm với một đội nhóm, nhưng mà đội nhóm đó không có đủ kiến thức để có thể trao cho các bạn những cái điều giá trị nhất. Và Văn đảm bảo với các bạn rằng ở đây, ở đội nhóm này thì có rất rất nhiều người giỏi, họ đã join vào hệ thống của chúng tớ, họ đã tham gia vào team và họ cũng đã trực tiếp giảng dạy cho anh em chúng tớ cách làm như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất. Và các cậu hãy tin tưởng ở chúng tớ đi, sau 3 tháng cái việc mà các bạn trở thành một con người khác hoàn toàn, đó là việc mà tớ chắc chắn sẽ cam kết điều đó sẽ xảy ra. Các cậu sẽ trở thành một người thành thạo ở trong marketing, các bạn có thể trở thành một người thành thạo trong khâu bán hàng, và đặc biệt các bạn có thể trở thành một người thành thạo trong khâu quản lý kinh doanh, và các bạn sẽ là một người chủ kinh doanh thực sự. Và ở cái lĩnh vực này thì các bạn không cần phải kinh doanh quá nhiều,
các bạn không cần phải cày ngày cày đêm, các bạn chỉ cần đơn giản các bạn tới đây học hỏi và vừa học vừa làm, và sau khi học được hết rồi, các bạn hội tụ được những yếu tố thành công rồi thì chắc chắn các bạn thả ở đâu các bạn cũng sẽ làm được, và các bạn có làm bất cứ điều gì các bạn cũng sẽ thành công. Và ở team chúng tôi thì luôn luôn tìm những con người chỉ cần một điều duy nhất thôi, đó là khát khao thay đổi cuộc sống, và chắc chắn các cậu sẽ làm được. Ok, cảm ơn hai bạn Tiến và bạn Văn. Và trong cái chương trình này thì tôi muốn chia sẻ thêm, đó là chúng ta không chỉ kinh doanh ở tại Việt Nam mà chúng ta còn kinh doanh ở thị trường Nhật Bản. Ví dụ như cái trong chuyến đi này thì đó là chúng ta cũng gặp những cái đối tác kinh doanh của mình ở bên này. Bên đó là thị trường Hàn Quốc, rồi Đài Loan, rồi sắp tới đây đó tôi đi sang châu Âu. Thì chúng tôi cũng làm ở thị trường châu Âu, thị trường Mỹ và thị trường của New Zealand và Úc. Đó là chúng tôi làm về thị trường quốc tế, đó là cái nền tảng về kinh doanh online. Và tất nhiên chi phí chúng ta không tăng, nhưng cái doanh thu và cái thu nhập chúng ta ngày càng tăng lên. Và làm thế nào để chúng ta nhân rộng cái quy mô chúng ta lên ra cái thị trường toàn quốc. Bởi vì chúng ta muốn giàu thì chúng ta không thể chỉ kinh doanh ở thị trường Việt Nam được, mà chúng ta phải vươn ra về thế giới thì cái sự thành công chúng ta mới lớn mạnh. Và bây giờ để chúng ta đăng ký chương trình này, hãy để lại tên và số điện thoại dưới đoạn video clip này. Dưới đoạn video clip này để lại tên và số điện thoại, và share video này về trên tường cá nhân của bạn, và để chúng ta được đồng ý và đăng ký vào cái chương trình của chúng ta. Ok, xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn. Hãy quyết định ngày hôm nay một lần và mãi mãi. Xin chào, hẹn gặp lại.